Xin chào các bạn, sau đây thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách giải bài tập số 4 ở trong cái kỳ thi tin học trẻ Hà Nội năm 2021. Và cái đề này là đề ngày mùng tháng 7. Đề bài thì người ta nói rằng là trong cái chương trình của chúng ta có một nhân vật gọi là nhân vật mèo. Đấy, có ba cái nhân vật khác là hình ngôi sao, hình quả bóng và hình trái tim nằm ở cái vị trí như thế này. Đấy, sau đấy thì khi mà cái chương trình nó bắt đầu ấy thì sẽ thời gian nó sẽ bắt đầu đếm từ 1 cho đến 30, sau đấy thì sẽ có những cái nhân vật nhỏ xuất hiện. Thế và nếu mà cái nhân vật nhỏ nhỏ xinh xinh xuất hiện ngẫu nhiên ở trên bàn phím này mà được mang về đúng cái phần tương ứng ấy thì nhân vật mèo sẽ được tính thêm một điểm. Đây là trái tim chẳng hạn thì phải mang về đúng trái tim thì mới được tính một điểm. Ngôi sao đây chẳng hạn. Đây vẫn là trái tim mà. Đây là ngôi sao chẳng hạn, phải mang về đúng ngôi sao này thì mới được tính một điểm. Đấy. Thế và các cái nhân vật bé bé này thì nó xuất hiện ngẫu nhiên. Ngoài ra thì người ta cũng sẽ khống chế rằng là mỗi một thời điểm thì không có quá 5 cái nhân vật nhỏ nhỏ như vậy. Và mèo thì di chuyển theo các hướng bằng cái phím mũi tên lên xuống trái phải. Và đấy là phần cơ bản của cái bài số 4 này thì nó là như thế. Thế còn nó còn một phần nâng cao nữa thì cái phần nâng cao đấy chúng ta sẽ thảo luận sau. Bây giờ thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm cái trò chơi này. Và đây là cái chương trình của chúng ta. Chương trình Scratch của chúng ta. Đầu tiên là chúng ta sẽ đổi cái ngôn ngữ thành tiếng Việt để cho nó thống nhất. Thế thì trong chương trình thì đã có sẵn cái nhân vật bạn mèo đây rồi, thì chúng ta sẽ thêm ba cái nhân vật nữa. Đấy là nhân vật hình quả bóng này. Rồi nhân vật hình ngôi sao này. Và nhân vật hình trái tim. Ở đây thì các nhân vật nó có vẻ không đều lắm cho nên là các bạn phải chỉnh lại kích thước một chút. Ví dụ cái nhân vật trái tim này chẳng hạn, nó hơi bị to quá thì các bạn có thể cho nó thành 60 chẳng hạn. Hoặc là nếu mà để cho nó đồng đều với hai nhân vật kia thì các bạn có thể cho nó 50, hoặc là các bạn cho hai cái nhân vật quả bóng và ngôi sao nó to hơn một chút. Ở đây thì tôi sẽ chỉnh cho quả bóng này to hơn một chút bằng cách là cho nó thành là 110. Tương tự như vậy là ngôi sao ở đây. Đấy, quả bóng này thì có thể, cái trái tim này thì tôi có thể giảm một tí nữa cho nó đều, cho thành 50 chẳng hạn. Thế, thế là mình sẽ có ba cái nhân vật. Thì ở đây thì tôi sẽ đổi tên ba cái nhân vật này một chút, thì tôi gọi ba cái nhân vật này là 4B chẳng hạn, Star B chẳng hạn và HB. B là viết tắt của basket, tức là cái giỏ. Và sau đấy thì chúng ta sẽ sinh ra các cái nhân vật ngẫu nhiên. Và thế thì ở đây chúng ta có thể nhân bản hoặc là chúng ta thêm cái nhân vật ngẫu nhiên vào. Ví dụ ở đây chúng tôi thêm bóng này chẳng hạn. Thế cái nhân vật bôn này này thì nó sẽ đầu tiên là nó sẽ bị ẩn đi. Đấy, sau đấy thì nó sẽ ngẫu nhiên xuất hiện ở các vị trí khác nhau. Thế và chúng ta sẽ cho cái kích thước của cái bôn này nhỏ thôi, ví dụ như cho nó thành là 50 thôi. Đấy. Thế bây giờ thì chúng ta sẽ lập trình một chút. Đây là các nhân vật. Thế thì cái nhân vật bôn hay là cái nhân vật star hay là nhân vật hát mà nhỏ nhỏ xinh xinh xuất hiện về sau này thì về mặt nguyên tắc là nó hoạt động giống nhau, cho nên là chúng ta sẽ tập trung vào cái nhân vật bôn này làm cho thật kỹ. Thì còn hai nhân vật kia thì các bạn sẽ làm tương tự, hoặc là chúng ta sẽ dùng cái kỹ thuật là nhân bản. Thế đầu tiên thì chúng ta sẽ lập trình cho bạn mèo này trước. Tại vì là bạn mèo này thì cần phải di chuyển lên xuống trái phải. Cho nên là chúng ta sẽ phải có các cái sự kiện như sau. Đấy, khi mà chúng ta ấn vào phím thì ở đây các bạn có bốn phím mũi tên là lên xuống trái phải đúng không ạ? Đấy, thì đây là bốn phím mũi tên. Cái sự kiện ứng với việc là bạn ấn bốn phím mũi tên lên xuống trái phải. Và thế thì khi mà các bạn ấn phím mũi tên thì để cho nó dễ thì tôi sẽ chỉnh cái không đèn này một tí. Thì các bạn sẽ thấy là để mèo đi sang trái hoặc sang phải thì các bạn thay tọa độ x của nó. Thế còn để mèo đi lên đi xuống thì các bạn thay cái tọa độ y của nó. Thế thôi. Thế thì các bạn đây các bạn sẽ
thay đổi x một lượng, khi sang phải thì thay đổi x một lượng là dương 10, thế còn khi sang trái thì thay đổi x một lượng là âm 10. Tương tự như vậy là thay đổi y, khi đi lên trên thì thay đổi y một lượng là dương 10, thế còn khi mà đi xuống dưới thì thay đổi y một lượng là âm 10, tức là cái tọa độ y nó sẽ giảm đi 10 đơn vị. Đến ở đây các bạn có thể thử luôn, các bạn ấn ký mũi tên lên xuống. Đấy, trái phải là các bạn sẽ thấy là mèo đã bắt đầu di chuyển rồi. Thế còn cái tốc độ di chuyển của mèo thì các bạn có thể chọn một con số khác to hơn nếu các bạn muốn mèo chạy nhanh hơn. Nếu các bạn muốn mèo nhanh hơn thì các bạn có thể tăng lên 15, 20 hoặc hơn nữa. Còn nếu các bạn thấy là nó cần phải chậm đi thì các bạn điều chỉnh cái số ở đây nó nhỏ đi. Nhưng mà ở đây thì tôi chọn là 10 thôi. Tiếp theo là chúng ta xử lý một số cái vấn đề liên quan đến quy định. Ví dụ như chúng ta cần có cái ghi điểm và cái thời gian chẳng hạn. Thế thì các bạn sẽ phải đặt một số cái biến số. Thì ở đây chúng ta sẽ vào phần biến số. Các bạn là có thể là đổi tên cái biến này đi cho nó khác đi một tí đúng không? Ví dụ như là đây là biến thời gian chẳng hạn. Thì cái biến thời gian này các bạn sẽ đặt nó lên hiển thị lên trên sân khấu như thế này. Đấy, các bạn có thể đọc chọn vị trí. Tiếp theo là các bạn tạo ra một cái biến mới gọi là score nhỉ, để các bạn lưu điểm của người chơi. Thì biến score thì các bạn cũng cho nó xuất hiện ở trên sân khấu như thế này. Đấy. Sau đấy thì các bạn cần thêm một số cái biến nữa, ví dụ như là số bàn sao của mỗi một cái đối tượng là quả bóng hay là ngôi sao hay là trái tim ấy, nó là giới hạn bằng 5. Cho nên là các bạn cũng sẽ tạo nên một cái biến, ví dụ như là số bàn sao của Bôn chẳng hạn. Bôn là quả bóng đúng không ạ? Số bàn sao của Bôn thì đề bài người ta yêu cầu là tại một thời điểm thì không được quá 5 cái bản sao này, cho nên là chúng ta sẽ phải có một cái biến để theo dõi và chúng ta sẽ giới hạn nó. Thế còn gì nữa? Tương tự như cái số bản sao của Bôn thì chúng ta sẽ có số bản sao của H và số bản sao của Star đúng không? Tạo luôn. Đấy, thì số bàn sao của Bôn tức là số cái quả bóng nho nhỏ này này. Đấy, số bàn sao của H, số bàn sao của Star tương tự như thế. Thì trong đây chúng ta sẽ tạo ra những ngôi sao nho nhỏ hoặc là các cái trái tim nho nhỏ. Thế tiếp theo là gì? Tiếp theo là đề bài họ cũng yêu cầu là tại một thời điểm ấy thì bạn mèo này chỉ có thể được mang một đồ vật thôi. Thì cho nên là chúng ta cần một cái biến nữa để mà gọi là giám sát cái trạng thái của bạn là mèo, thì chúng ta sẽ tạo ra một biến mà ta đặt tên nó là đang mang đồ. Và nếu mà gọi là đang cầm đồ thì nghe nó buồn cười quá phải không? Đấy, ok một cái đây chúng ta cũng sẽ cho nó ẩn đi. Ok, đấy là đủ các cái biến cần thiết rồi. Bây giờ chúng ta sẽ thêm một số cái code vào, ví dụ như là chúng ta sẽ có một số cái thiết lập ban đầu, chẳng hạn như cái thời điểm ban đầu thì cái thời gian sẽ được thiết lập về không, còn score cũng được thiết lập về không. Thế thì chúng ta sẽ dùng cái sự kiện bấm vào lá cờ này để bắt đầu chơi. Sau đó thì chúng ta sẽ ví dụ như là cho bạn mèo này đặt hướng bằng 90 đúng không, sau đó là đặt kiểu xoay bằng trái phải. Và tôi thì hay có mấy cái thiết lập quen như vậy. Sau đó nữa thì đi đến gốc tọa độ, đi tới điểm không không, khởi đầu bao giờ cũng không không thì nó cũng dễ chịu hơn. Thế sau đấy thì chúng ta có một số cái lệnh mà liên quan đến các cái biến của chúng ta đúng không? Thế thì cái thời điểm ban đầu ấy thì trạng thái là mèo chưa cầm được một món đồ nào cả, cho nên là đặt cái trạng thái là đang mang đồ thành không. Đấy, đặt trạng thái hay là đặt cái điểm là score về không, rồi đặt cái thời gian của người chơi về không. Tiếp theo đấy thì chúng ta sẽ đặt cái số bản sao của cái nhân vật bồn này này cũng về không nốt. Mà rồi tương tự như thế là số bản sao của H, rồi số bản sao của Star là cũng về không hết. Thì cái nhân vật bôn này thì chúng ta sẽ cho nó ẩn đi. Đấy, nhân vật chính sẽ ẩn đi, chỉ có bản sao của bôn mới hiện lên thôi, cho nên là chúng ta có thể ấn vào cái mắt này cho nó ẩn đi. Đi hoặc là chốc nữa thì các bạn sẽ dùng lệnh các bạn cho nó ẩn đi.
tiếp theo là chúng ta làm gì. Thế vì thời gian của chương trình thì nó chỉ thời gian của người chơi được chơi ấy, thì nó chỉ có 30 phút thôi, cho nên là các bạn sẽ phải kiểm tra xem là cái thời gian này là bao nhiêu để các bạn dừng chương trình khi mà đủ 30 phút. Thế thì các bạn có thể thêm một cái đoạn lệnh như thế này, à, các bạn vẫn dùng lại cái sự kiện lá cờ này đi, đúng không? Sau đó thì sau ngay sau khi mà người chơi ấn vào lá cờ một cái thì chúng ta sẽ liên tục kiểm tra xem là cái thời gian chơi được bao nhiêu rồi. Đấy. Thế nếu mà cái thời gian chơi mà nó bằng 30 giây thì chúng ta sẽ dừng tất cả lại. Thế còn nếu không thì chúng ta sẽ tăng cái thời gian này lên 1 giây nữa. Thế thì ở đây các bạn sẽ có một cái lệnh kiểm tra, thì các bạn cần phép mà so sánh, và nếu 30 ở đây thì các bạn phải lấy cái biến time ra, time là thời gian đây ra. Nếu thời gian mà bằng 30 thì các bạn làm gì? Các bạn dừng tất cả mọi thứ lại. Đấy, thì các bạn dừng cái lệnh này. Sau đó thì nếu mà không phải như vậy thì chúng ta được thực hiện tiếp, thì các bạn sẽ đợi 1 giây. Rồi các bạn tăng cái biến thời gian này lên 1. Mà cứ sau 1 giây thì lại tăng lên 1, sau 1 giây thì lại tăng lên 1. Nhưng mà chương trình nó sẽ luôn luôn kiểm tra xem là nếu mà đạt đến cái ngưỡng là 30 giây rồi thì sẽ dừng lại. Thì đây chúng ta sẽ đợi 1 giây, sau đó thì thay đổi. Vâng, không phải đặt mà là thay đổi. Thay đổi hai một lượng là 1. Và bây giờ thì nếu mà các bạn mà cảm thấy muốn thì chúng ta có thể thử luôn. Vâng. Đấy, ấn vào nút Start là để bắt đầu. Thì các bạn sẽ thấy là thời gian bắt đầu sẽ bằng 0, sau đó nó cứ qua 1 giây nó cứ tăng dần lên. À, đến khi nào nó đủ 30 giây thì là nó sẽ dừng lại. Đấy, là trong cái khoảng thời gian đấy thì các bạn có thể cho nhân vật của chúng ta chạy nhảy lung tung trong đây. Được. Bây giờ là được 20 giây rồi, còn chờ nốt 10 giây nữa để cho nó xong hết đi rồi chúng ta sẽ làm tiếp. Đấy, các bạn thấy là 29 rồi, 30, 30 thì chương trình nó sẽ dừng lại. Các bạn thấy là cái nút màu xanh này là nó bị bình trở lại bình thường, đúng không? Thế đấy là cái phần của nhân vật mèo, thì đến đây là tương đối ổn rồi. Thế bây giờ chúng ta sẽ phải lập trình cho các cái nhân vật mà nó xuất hiện ngẫu nhiên ở trên màn hình này. Thế các cái nhân vật là ngôi sao hay quả bóng hay là cái trái tim ở đây nó đóng vai trò là các cái giỏ hàng để mà chứa các cái nhân vật xuất hiện ngẫu nhiên ấy, thì thường thường là chúng ta sẽ không phải làm gì cả vì các nhân vật này đứng im. Thay vào đấy thì chúng ta sẽ phải thiết lập rất là nhiều những cái thứ liên quan đến các cái nhân vật con mà xuất hiện ngẫu nhiên ở đây. Thì đầu tiên là các bạn sẽ bắt đầu, khi bắt đầu chương trình đúng không, thì khi mà các bạn ấn vào cái nút lá cờ đây thì sẽ là bắt đầu chương trình, thì cái nhân vật bôn này sẽ ẩn đi. Thì tốt nhất là chúng ta sẽ dùng cái lệnh ẩn để chúng ta cho nó ẩn đi. Đấy. Và chúng ta sẽ chỉ cho cái bản sao của nhân vật bôn hiện lên thôi. Thế sau đó thì chúng ta sẽ cho cái nhân vật này chờ một cái khoảng thời gian ngẫu nhiên nào đấy. Mà sau đó thì đợi. Tức là trong suốt cái thời gian mà chương trình nó hoạt động thì nhân vật sẽ đợi đợi một khoảng thời gian ngẫu nhiên. Ví dụ tôi sẽ lấy một cái số nào đấy từ 1 cho đến 5 đi. Nếu đợi 5 giây thì có thể nó quá lâu, bởi vì tổng cái chương trình có thể là nó 30 giây mà đợi 5 giây thì hơi lâu. Thôi bớt đi tí, thành là đợi đến 4 giây thôi. Thì sau cái quãng thời gian này đợi thì chúng ta sẽ sinh ra một bản sao, và thì chúng ta sẽ dùng cái tạo bản sao và tạo bản sao của bản thân tôi, tức là tạo bản sao của chính cái nhân vật quả bóng này luôn, để cho nó hiện lên một tí để cho nó dễ nhìn. Tạo bản sao của chính cái nhân vật của bóng này luôn. Thế thì khi mà bản sao được tạo ra ấy, thì cái điều gì nó sẽ xảy ra? Thế thì các bạn sẽ có những cái khối lệnh mà nó bắt đầu bằng cái khối này, khi tôi bắt đầu là một bản sao. Thế thì đầu tiên là chúng ta sẽ cho quả bóng này xuất hiện ở một số ngẫu nhiên ở một vị trí ngẫu nhiên ở đấy đi, đúng không? Thế thì chúng ta sẽ cho nó là gì? Đi tới vị trí ngẫu nhiên, tức là cái bản sao sẽ đi tới vị trí ngẫu nhiên này. Sau đó làm gì nữa? Sau đấy thì chúng ta sẽ phải thay đổi cái biến. Ở đây chúng ta có cái biến là số bản sao của bôn.
Tại vì sao? Bởi vì chương trình người ta giới hạn là một thời điểm thì chúng ta không được phép có quá 5 bản sao. Cho nên là chúng ta phải theo dõi cái số bản sao xem nó đến bao nhiêu rồi. Thì chúng ta khi sinh ra bản sao thì các bạn sẽ thay đổi cái biến này đi, hoặc là các bạn có thể đặt nó lên trên này cũng được. Đấy. Các bạn có thể đặt cái lệnh này lên trên cũng được, hoặc là ở dưới này cũng được. Thôi tôi đặt ở dưới đi. Đấy. Thay đổi cái bản sao này một lượng là một, tức là nâng cái số bản sao này. Đấy. Số bản sao của bôn thay đổi là một. Tiếp theo đó thì các bạn nên làm cái gì nữa, đúng không? Thế ở đây thì chúng ta có thể đặt cho nó một cái hiệu ứng màu nào đấy đi, để cho nó các cái bản sao khác nhau thì màu sắc nó khác nhau, cho nó nhìn cho nó vui mắt. Thế thì các bạn chuyển đến phần hiển thị, đặt hiệu ứng màu đi. Ở đây thì các bạn lấy ngẫu nhiên và nhân bản cái này ra, lấy một số ngẫu nhiên ở đây từ 1 đến 100 để sao các cái bản sao này nó có cái màu sắc khác nhau và màu nó là ngẫu nhiên thì nó sẽ vui hơn. Đấy, sau đấy là gì? Sau đấy là chúng ta sẽ cho nó ở trong cái vòng lặp liên tục như thế này, chúng ta sẽ cho bản sao nó xuất hiện và đồng thời thì chúng ta cũng sẽ cho nó đi lên cái lớp trên cùng. Bởi vì nếu mà nó nằm sau nhân vật mèo như này thì nhìn nó sẽ không rõ, đúng không ạ? Cho nên là chúng ta sẽ cho bản sao đấy nó đi lên phía trên để lúc nào nó cũng đè lên trên nhân vật mèo. Đấy, thì chúng ta sẽ phải dùng một cái lệnh là đi tới lớp phía trên cùng. Đấy. Thì ở đây thì chúng ta có thể chạy thử luôn, nhưng mà nó sẽ mỗi lần làm một tí xong lại chạy thử một tí là nó sẽ rất là mất thời gian đấy. Các bạn bình tĩnh hộ tôi một chút, đúng không ạ? Chờ một chút để xem có cái quả bóng đấy nó xuất hiện đây rồi. Và nó lúc nào nó cũng nằm ở phía trước mèo, nó không bị bạn mèo này chắn mất. Đấy, lúc sau lại có một quả khác xuất hiện ở đây. Đấy, lúc sau lại có một quả nữa xuất hiện ở đây. Và mỗi lần thì nó sẽ có một cái hiệu ứng màu nó khác nhau một chút. Đấy. Thế ở đây thì các bạn thấy rằng là chúng ta mới chỉ tăng cái số lượng bản sao lên thôi, chứ chúng ta chưa có khống chế, cho nên là cái số lượng bản sao của quả bóng ở chỗ này là rất là nhiều. Thì bây giờ chúng ta sẽ xử lý cái tình huống như vậy. Đấy là gì? Chúng ta sẽ dùng lại cái khối lệnh này. Khi tôi bắt đầu là một bản sao này, thì chúng ta sẽ phải liên tục kiểm tra xem là cái số bản sao của quả bóng này là được bao nhiêu rồi. Thì các bạn sẽ có một cái khối lệnh liên tục như thế này. Đấy. Sau đó thì các bạn kiểm tra, nếu nếu mà cái biến số bản sao của bôn ở đây mà nó nhớn hơn 5 thì lập tức là các bạn lại xóa chính cái bản sao ấy đi. Thì các bạn sẽ dùng cái phép so sánh lớn hơn như thế này. 5. Số bản sao của bôn mà lớn hơn 5 thì làm sao? Thì các bạn lại xóa bản sao này đi. Thì các bạn quay lên cái phần này. Các bạn chọn lệnh là xóa bản sao này. Đấy. Và đồng thời khi xóa bản sao thì các bạn cũng sẽ giảm cái số lượng bản sao đi một. Đấy, bởi vì đây khi nó sinh ra bản sao thì nó tăng lên một, thì khi các bạn xóa bản sao thì các bạn phải giảm cái số lượng bản sao đi một. Thì các bạn thêm cái lệnh là thay đổi ở số bản sao của bôn một lượng là âm một, giảm nó đi một. Đấy, các bạn giảm đi một rồi các bạn mới xóa, tại vì nếu mà xóa xong thì mình không thực hiện được các lệnh khác nữa, nên là các bạn phải giảm xong mới xóa. Mà tiếp theo thì các bạn làm gì? Tiếp theo thì các bạn sẽ kiểm tra cái trường hợp đấy là gì, nếu mà cái bản sao này mà nó chạm vào cái quả bóng to ở đây, cái quả bóng to này đóng vai trò là cái giỏ để chứa các quả bóng con, thì chúng ta sẽ tăng cái score này lên một, đúng không ạ? Thế thì các bạn sẽ nhân bản cái khối lệnh này ra, khối này đặt lên trên đi, khối nào mà tạm xong rồi thì các bạn đặt lên trên. Đấy, sau đó thì ở bên dưới này thì các bạn xóa cái lệnh này đi, các bạn bỏ cái lệnh này luôn. Các bạn có cái cảm biến đang chạm vào, mà nếu mà bản sao mà chúng ta tạo ra mà nó đang chạm vào cái bôn b, tức là cái nhân vật này, à, là cái nhân vật này, thì lúc đấy chúng ta sẽ làm gì? Vâng, thì chúng ta sẽ tăng cái điểm của người dùng lên một, mà các bạn dùng lệnh thay đổi cái score này một lượng là một đơn vị.
Tiếp theo là các bạn phải xóa bản sao đi, đúng không ạ? Nhưng mà trước khi xóa bản sao thì các bạn cũng sẽ phải làm tương tự như ở trên, đấy là các bạn phải thay đổi cái số bản sao này đi. Một mà thay đổi cái số bản sao của môn một lượng là âm một, coi như là mình đã ăn rồi thì nó mất cái bản sao đấy đi thì mình phải xóa nó đi. Cái tiếp theo đấy là mình cần phải có một cái, lúc nãy là mình đã nói với nhau rằng là mỗi thời điểm thì mèo nó chỉ mang một cái đồ vật thôi, cho nên là nó phải có một cái biến là biến đang mang đồ. Thế thì chúng ta cũng sẽ phải, khi mà quả bóng nó đã chui vào trong giỏ đây rồi thì cái trạng thái đang mang đồ của mèo ấy là nó cũng sẽ phải chuyển thành là không mang đồ nữa. Thế cho nên là chúng ta sẽ thêm một cái lệnh nữa đây, đặt cái trạng thái là đang mang đồ thành không. Rồi sau đó thì chúng ta mới thực hiện cái lệnh là xóa bản sao. Đấy. Thế thì đến đây thì là chúng ta đã xử lý xong cái khâu mà khi mà quả bóng con gon này nó chạm vào cái giỏ to ở đây. Thế nhưng còn một cái vấn đề nữa, đấy là chúng ta chưa xử lý được cái tình huống khi mà bạn mèo này chạm vào những cái quả bóng nhỏ xuất hiện ngẫu nhiên ở trên màn hình thì sao. Đấy, thì cái vấn đề là chúng ta sẽ phải xử lý nó ngay bây giờ. Thì đây chúng ta sẽ lại nhân bản cái này ra, đó. Xóa hết cái, bỏ cái đoạn này đi. Thì đây chúng ta sẽ có một cái khúc như thế này, nhưng vấn đề là lúc này cái bản sao của quả bóng nó không không phải là đang chạm vào cái giỏ nữa, mà nó đang chạm vào bạn mèo. Mà đang chạm vào Sprite 1 mà tôi chưa đổi tên, đổi tên đi. Cát đi. Đúng lại quên chưa đổi tên. Thế thì cái bồn 1 này đang chạm vào cát. Thế nhưng mà vấn đề là người ta cũng có giới hạn rằng là mỗi thời điểm mèo chỉ được mang một đồ vật thôi, cho nên là chúng ta phải kiểm tra cái cả cái biến trạng thái nữa, là có phải là cái biến đang mang đồ ở cái trạng thái đang mang đồ bằng không hay không. Thế thì chúng ta cũng sẽ phải dùng một cái phép so sánh bằng nữa. Ở đây thì chúng ta cần cái phép và này. Đấy, đang mang đồ bằng không. Thì đây chúng ta sẽ phải kiểm tra là gì? Thứ nhất là bản sao nó đang chạm vào mèo. Cái thứ hai là cái trạng thái lúc đấy là mèo đang không có đồ vật nào cả. Thì chúng ta mới cho cái bản sao này đi theo con mèo này, đúng không? Thế thì chúng ta sẽ, nếu đúng cái điều này nó xảy ra, và thì đây tôi sẽ kéo nó xuống dưới này để các bạn nhìn ở dưới dưới đây cho nó thoáng hơn một tí. Thì nếu đúng cái điều này xảy ra thì làm sao, thì cái bản sao nó, tôi chết rồi, chỗ này thiếu mất cái lệnh này, thì cái bản sao nó sẽ luôn luôn dính vào mèo ở đây. Thế thì các bạn sẽ dùng một cái điều khiển ở đây, các bạn cho liên tục. Đấy, tức là sau khi mà phát hiện ra mèo chưa có đồ, đúng không, thế thì chúng ta sẽ cho cái bản sao này là liên tục đi tới vị trí của mèo, đúng không, đi tới, không phải là vị trí ngẫu nhiên mà phải là vị trí của cát, tức là vị trí của mèo này. Ngoài ra thì chúng ta cũng phải đặt cái biến đang mang đồ đây thành là một. Thì khi mà nó đang mang đồ rồi thì các cái lần mà mèo chạm vào các cái bản sao khác thì nó sẽ không dính vào mèo nữa. Bởi vì để mà một cái bản sao nó dính vào mèo thì nó phải thỏa mãn hai điều kiện. Thứ nhất là đang mang đồ phải bằng không, tức là mèo đang không có đồ gì cả. Cái thứ hai là nó phải chạm vào nhau. Thế còn nếu mà đã cái biến đang mang đồ bằng một thì chắc chắn là mèo sẽ không thể nào mà tiếp tục dính vào các cái đồ vật khác được nữa. Vâng, thế đến đây thì chúng ta chơi thử xem nó sẽ như thế nào, đúng không ạ? Chỗ này thừa mấy lệnh đây thì thôi bỏ nó đi cho nó gọn, đúng không? Chạy một cái. Thế sau đó là dùng các phím mũi tên để điều khiển. Đây có một quả bóng nó xuất hiện bên trên này. Đấy, các bạn thấy là lúc này thì quả bóng nó sẽ chạy theo mèo, đúng không ạ? Và nếu mà mèo chạy về đến chỗ quả bóng to kia thì quả bóng con nó sẽ biến mất và score là tăng được một điểm. Đấy. Đấy, các bạn thấy là tăng được 2 điểm, đúng không ạ? Tăng được 3 điểm, thêm một điểm nữa, và gọi là thêm một điểm nữa. Và nếu mà các bạn để ý thì các bạn sẽ thấy rằng là cái số lượng bản sao của chúng ta nó không có bị quá nhiều. Đấy, tôi sẽ chạy lại một chút và tôi sẽ đứng im để các bạn nhìn rằng là số lượng bản sao của chúng ta nó, đấy, ở trên này là có một bản sao này, hai này, ba này, bốn này, năm này. Đấy, thì ở đây thì chúng ta thấy rằng là khi mà
có một bản sao mới xuất hiện thì sẽ có những cái bản sao khác cũng bị xóa đi, cho nên là các bạn sẽ thấy là lúc nào cũng vậy, chỉ có tối đa là 5 cái bản sao thôi chứ không có nhiều hơn. Thì đấy chính là cái yêu cầu của đề bài. Thì ở đây thì chúng ta đã lập trình xong cho cái nhân vật là quả bóng con này rồi. Thì nếu mà các bạn muốn tạo ra các nhân vật tương tự như quả bóng con này thì các bạn làm tương tự như vậy thôi. Thế thì ở đây thì có hai cách. Một cách là các bạn thêm các nhân vật khác, sau đó thì các bạn thêm code cho nó gần giống như quả bóng này. Nhưng mà bây giờ tôi sẽ làm một cái trò nó hơi tiểu xảo một chút, là tôi nhân bản cái quả bóng này lên. Và tôi sẽ đổi tên nó thành là Star, Star chẳng hạn. Star để cho nó mỗi lần đi chạm vào cái Star này thì nó sẽ chui vào trong đây. Tôi sẽ đổi nó thành là Star. Nhưng mà rõ ràng các bạn thấy là nó vẫn hình quả bóng mà. Thế thì cái này rất là dễ thôi, các bạn vào phần trang phục ở đây. Đấy. Các bạn chọn là thay thay đổi trang phục. Đấy, sau đó thì các bạn chọn cái Star. Thế thì ở đây thì nhân vật nó đã chuyển sang Star rồi, nhưng mà nó vẫn còn các cái trang phục cũ, xóa hết đi mà rất là tiện, đúng không ạ? Đấy, thế thì đến đây các bạn sẽ thấy là chúng ta có một nhân vật hình ngôi sao. Cái thứ hai là chúng ta có phần code sẵn ở đây rồi. Tất nhiên là chúng ta phải sửa đi một tí. Đấy là gì? Đây, bởi vì đây là nhân vật ngôi sao, cho nên là khi mà cái nhân vật này được tạo ra bản sao thì các bạn phải thay đổi đây là số bản sao của Star tăng lên 1 chẳng hạn. Đấy. Hoặc là đây là số bản sao của Star lớn hơn 5 chẳng hạn. Thì các bạn phải sửa tất cả những cái chi tiết lặt vặt như thế này. Thế nhưng mà rõ ràng là cái việc sửa này thì nó sẽ tiết kiệm thời gian hơn khá là nhiều so với việc là các bạn làm từ đầu. Đấy. Hoặc là ở đây nó đang chạm, không phải là đang chạm vào 4B mà nó phải chạm vào Star B cơ. Đấy. Star B. Thì cái store tăng lên một lượng. Đấy. Số bản sao của bold, không phải của bold, số bản sao của Star giảm đi một, đang mang đồ thì chuyển thành không. Và đến đây thì có vẻ như là thay đổi như vậy cũng là ổn rồi. Xóa những cái lệnh này đi. Lệnh nào thừa là mình xóa nó đi. Và chúng ta chạy thử. Đấy. Chạy thử để xem là có gì vui không, đúng không? Đây là ngôi sao bây giờ. Đi theo mèo bây giờ. Đấy. Vào đây thì chúng ta được một điểm, đúng không? Lại một ngôi sao nữa. Hai điểm. Đấy. 3 điểm, vừa rồi là quả bóng, lại ngôi sao nữa. Bây giờ các bạn chạy lên đây thì các bạn thấy là gì? Mặc dù là chúng ta chạy qua các nhân vật khác nhưng mà mèo cũng chỉ dính vào mỗi một cái ngôi sao lúc trước thôi, chứ nó không dính vào nhiều nhân vật khác nhau. Đấy, nếu mà nó lại đã dính vào một nhân vật rồi là nó không không dính vào nhân vật khác nữa, đúng không? Đây, tôi sẽ chạy lại cho các bạn nhìn. Đấy, nó dính vào star rồi thì nó sẽ không không dính vào nhân vật khác nữa. Thế nhưng ở đây sau khi bỏ cái star vào trong rồi thì nó lại có thể dính vào quả bóng tiếp theo. Đấy. Đây nó lại dính vào star. Nhưng mà nếu mà ở đây nó chạy qua cái chỗ quả bóng này thì không có chuyện gì xảy ra cả. Đấy, nhưng mà đây thì nó chạy lên, nó bỏ star vào trong này. Bỏ được 2 ngôi sao và đến đây thì lại dính được vào quả bóng này. Đấy. Có những cái bản sao nó sẽ bị biến mất đi nhé. Thì đấy là cái quy định của chương trình, nó là như vậy. Thì đến đây là các bạn đã xong được thêm một cái nhân vật ngôi sao rồi, đúng không ạ? Thế thì cái việc làm tương tự như thế, các bạn nhân bản cái nhân vật này ra. Đấy. Sau đó thì các bạn đổi tên nó thành là H, H là trái tim đấy. Tiếp theo là các bạn chỉnh cái trang phục của nó thôi. Thì các bạn vào đây các bạn đổi cái trang phục đi. Và cái này thì nó to quá, đúng không ạ? Thu nhỏ nó lại. Thế đến đây thì các bạn xóa cái trang phục ngôi sao của nó đi. Thế là các bạn sẽ có nhân vật hát ở đây. Vấn đề là kích thước của nó to thì các bạn có thể là cho nó hiện lên để xem nó to như thế nào, đúng không? Để nó 50 mà nó rất là to thì các bạn sẽ cho nó bé đi một chút bằng cách bạn giảm nó xuống còn 30 thôi. Không, 30 vẫn to, cho nó xuống 20 thôi. Đấy, thì để nó tương đồng với lại bold hoặc là star ở đây. Thế sau đó thì các bạn vào phần code của cái H này, các bạn chỉnh sửa, đúng không? Thay đổi số bản sao của, không phải star nữa mà lần này là H. Đấy. Số bản sao của H. Số bản sao của H
giảm đi một đúng không? Số bản sao của H giảm đi một. Phần còn lại thì giữ nguyên. Đấy. Thế bây giờ chúng ta có thể chạy lại một lần nữa để cho chắc cú đúng không? Thì các bạn ấn vào đây. Sau đấy thì các bạn sẽ nhìn thấy là có các nhân vật nó xuất hiện ngẫu nhiên đây. Đầu tiên là quả bóng này, cho đến ngôi sao này. Thế chỗ này thì có lẽ là các bạn muốn chỉnh lại chương trình một chút, bởi vì là khi mà chúng ta cho các cái nhân vật nó đi theo mèo ấy thì nó sẽ đi vào tâm của mèo, và tâm của mèo thì mặc định là nó nằm ở điểm giữa của bạn mèo này, cho nên là có vẻ trông trông nó hơi buồn cười một chút. Vâng, cái này tôi bị lỗi một chút, đấy là hình như tôi chưa sửa. Tức là khi mà bạn đây là nhân vật star thì nó chạm vào star. À xin lỗi, đây là nhân vật hát thì khi nó phải chạm vào hát này thì nó phải nhả cái trái tim đang mang ra. Thế còn star đây thì chạm vào star là đúng rồi. Bone thì chạm vào bone là đúng rồi. Thế thì tôi quay lại cái vấn đề là khi mà các cái nhân vật ngôi sao hay trái tim hay quả bóng đây nó đi đến chỗ bạn mèo ấy thì nó đi vào đúng tâm của bạn mèo này. Thì nếu mà các bạn thấy là như thế nó không được thích cho lắm thì các bạn có thể chỉnh lại một chút. Rồi các bạn vào nhân vật mèo này, sau đó các bạn vào phần trang phục ở đây. Tiếp theo đấy thì các bạn làm gì? Đấy, các bạn ấn tổ hợp Ctrl A hoặc là các bạn dùng chuột các bạn kéo hết cái phần giao diện như thế này. Đấy, sau đấy là các bạn di chuyển đi một tí, thì các bạn di chuyển làm sao để cái điểm tâm của nhân vật ấy nó là cái dấu tròn tròn đây, nó gần với cả cái tay của bạn mèo như thế này. Đấy. Thì chốc nữa thì cái ngôi sao hay là cái trái tim hay là cái quả bóng này nó đi đến tâm của nhân vật thì nó sẽ đi đến cái điểm chỗ đầu tay này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ chạy thử quay lại phần code xem thôi. Đấy. Chờ một chút để cho các cái nhân vật nó xuất hiện. Đấy thì các bạn sẽ thấy là lúc này cái trái tim nó nằm ở cái chỗ cái tay của bạn mèo, nhìn nó dễ chịu hơn một chút đúng không ạ? Đấy, quả bóng nằm ở tay của mèo. Đấy, ngôi sao rồi lại trái tim và lại ngôi sao. Đấy. Bạn thấy là đến đây thì chương trình nó đã khá là ổn rồi đúng không? Đấy. Có rất là nhiều nhân vật nó xuất hiện ở trên màn hình, nhưng mà cơ bản là nó sẽ không bị vượt quá 5 cái nhân vật tại mỗi thời điểm. Thế còn nếu mà các bạn cảm thấy là nó có quá nhiều nhân vật thì các bạn có thể làm gì? Đấy. Thì các bạn có thể là chỉnh cái thời gian nó thưa ra một chút, ví dụ đây không phải là từ 1 đến 4 giây sinh ngẫu nhiên mà từ 2 đến 4 giây chẳng hạn. Thì nó cái thời gian chờ nó sẽ lâu hơn một chút. Bởi vì là sẽ có những lúc nó ngẫu nhiên ra 1 giây, nhưng mà nếu mà các bạn đặt từ 2 đến 4 thì cái thời gian nó sẽ chậm hơn. Thì cái số lượng nhân vật xuất hiện ở trên màn hình là nó sẽ ít hơn một tí. Đấy. Và cách chơi thì là như vậy. Và cứ đến hết 30 giây thì chương trình nó sẽ dừng lại. Ở đây có những lúc mà nó hơi 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 buồn cười một tí. Bởi vì ví dụ như các bạn thấy là khi mà cái chân của con mèo này chạm vào một cái ngôi sao hay một cái quả bóng gì đấy thì ngay lập tức là cái quả bóng đấy nó sẽ chạm vào phần tay của nó sẽ chạy đến cái chỗ tay của mèo đây. Và nếu mà tay của mèo để gần ngôi sao hay để gần quả bóng đây thì cái quả bóng ấy nó sẽ được cho vào trong cái giỏ này luôn. Đấy, thành ra là nếu mà quả bóng nó xuất hiện ở chỗ này thì nó đã rất là gần với cả giỏ rồi, nên là mèo chỉ cần xê dịch một chút thôi là có khi là ăn được luôn. Thì nó cái tốc độ lúc đấy nó hơi nhanh một chút thì các bạn có thể cảm thấy hơi kỳ kỳ, nhưng mà nó hoàn toàn là giải thích được. Vâng, cái clip này của tôi thì nó cũng khá dài rồi, 30 phút rồi, cho nên là tôi sẽ tạm dừng tại đây. Thế cái bài thi, trong cái bài thi thì nó còn một phần nâng cao nữa, cho nên là tôi sẽ tiếp tục làm cái phần nâng cao đấy và sẽ tiếp tục chia sẻ với các bạn. Vâng, cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn.